Nhà vườn Nguyễn Nhật xin chào toàn thể quý chú anh chị, mình đang xem kênh bonsai lục tỉnh mình, đặc biệt lục tỉnh miền Tây. Cho thì ngày hôm nay con có dẹp số cây đã giao lưu với quý chú anh chị mình, cũng như là càng thanh tinh sam siêu bông, tinh sam thông thinh, tinh sam 86 với có một số linh sam tiểu cảnh nha quý cô chú anh chị, với được một cây kim vít lũa, như đặc biệt là ngày hôm nay con được cây cẩm thị đây quý cô chú. Cẩm thị cây này là dạng cây gừng núi nha, thì cũng không để quý cô chú anh chị mình chờ đợi lâu, xin vô cây mã số 1 luôn là cây cẩm thị. Số điện thoại Zalo của con là 0794382486, đó cũng là số Zalo của con luôn nha. Đây con đo chiều cao, tổng chiều cao của cây là được 27, tổng tán dài của cây là được 60, còn tán ngang là nó được là 49. Cái hoành thân ngay vị trí này của cây là được 56 nha. Đây những cái tược này là nó cũng đã đâm chầu sống khỏe nha quý cô chú anh chị. Còn cái phần này là gỗ thì của nó thì rất là chắc, có thể cô chú anh chị mình chốt về mình những cái phần gỗ này mình làm lúa cũng vẫn được nha. Cây cẩm thị, cây cẩm thị mã số 1 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 1.600.000 đồng, còn bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Cây rất là già cây luôn quý cô chú ơi. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây mã số 2. Cây mã số 2 là một cây mai chiếu thủy trung nu nha quý cô chú. Tổng chiều cao của cây là được 77, từ cái đỉnh này xuống tới cành gác là nó được 36. Tán ngang của phơm nó là 24. Hoành neo vị trí này là được 26 nha cô chú. Tổng cái hoành cục đổi nguyên cục để đặt luôn. Là được 78 nha. Cây mã số 2 này có giá là 1.600.000 đồng, còn bao phí ship toàn quốc nha. Cây hiện tại đang cho bông luôn với con trâu. 1.600.000 đồng, mai chiếu thị chung luôn. Tiếp theo đang lên cây mã số 7 luôn nha quý cô chú. Mã số 7 là một cây cằn thanh. Ủa lộn, mã số 3 chứ. Con xin lỗi, cây này là cây mã số 3 nha quý cô chú, là một cây cằn thanh. Tổng chiều cao của cây là được 32, tổng tán là được 36. Cây hoành khá là to nha quý cô chú. Và nó vị trí này của cây là được 25, yếu cũng tính 24 thôi. Còn con đo tổng cái cũ, tổng cũ là được 39 nha. Cây cằn thăng mã số 3 con xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 1.500.000, con bao phí ship toàn quốc nha. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Tiếp theo đây là cây mã số 4, cũng là cây cằn thăng. Cây đã được ép chậu rồi nha quý cô chú. Cây phơm phàng rất là mịn, củ rất là đẹp luôn. Mã số 4. Chiều cao của cây là được 42, được tổng tán của cây là được 38. Hoành eo vị trí này của cây là được 18. Đây, 18 cm nha quý cô chú. Còn cái hoành cũ của nó thì khá là to. Hoành cũ của nó là được 45 nha. 45. Cây đang nằm trong cái chậu lọt lòng là 28 cm nha quý cô chú. Cây mã số 4 cũng đồng giá là 1.500.000 luôn nha. Con cũng bao toàn quá. 1.500.000 đồng. Quay đi. Rồi. Tiếp theo đây là cây mã số 5. Cũng là cằn thăng luôn nha quý cô chú. Đây, cây này nó được nguyên một bộ đế sổ rất là đẹp nha. Cây này nó cũng đã được vô rất là nhiều đó kẽm này. Tổng chiều cao của cây là được 33, tổng tán dài là 39, và nó vị trí này là được 32 nha quý cô chú. 32 cm, 33 yếu cũng tính 32 à. Còn vành cục đế chỗ này là được 45, chiều cao đế nơm là 16. Cây mã số 5 này có giá là 1.300.000 đồng nha, cũng bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình. 1.300.000.
Tiếp theo đây. Mã số 6 là một cây kim quýt lũa nha quý cô chú. Đây nó lũa từ dưới đây lên tới trên đây luôn nha quý cô chú. Cái này con đã quét lũa vô rồi. Đây, con đã xử lý và con quét lũa vô xong hết rồi nha quý cô chú. Đây, cái bệnh con đo vị trí này đi. Là nó được 22 nha. Tổng vành đế là được 65. Tổng chiều cao của cây là được 79. Tổng tán dài là được 62. Tán ngang là 43. Cái mã số 6 này có giá là 1,5 triệu nha quý cô chú. Còn bao phí ship toàn quốc luôn. Tiếp theo đây là mã số 7 là một dĩa tiểu cảnh linh sam song hình nha quý cô chú. Dĩa tiểu cảnh rất là đẹp luôn quý cô chú ơi. Tổng chiều cao của cây là nó được là 52. Chiều ngang của cái dĩa là được 60 nha. Để con đo tổng hết cái vành của cái bộ tiểu cảnh nó trước cái nha. Tổng hết là nó hơn một mét rưỡi nha quý cô chú. Còn con đo cái vành từ bên này qua bên này là nó được 16 cm. Còn cái tán, phân tán của nó là 40 nha. Đây. Đế rất là đều luôn quý cô chú. Ở đây nó có một cây sam phương. Và phần bên này thì cây mà chiêu thủy nha. Cây linh sam song hình mã số 7 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 5,7 triệu đồng. Một bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nhé. 5,7 triệu. Tiếp theo đây là cây mã số 8 nha quý cô chú anh chị, là cây linh sam lá gí nha. Cây này cây đã được nuôi rất là lâu, tay cành nó cũng rất là to rồi. Đây, để con đo cái chiều cao trước nha. Tổng chiều cao của cây là được 42. Tổng tán dài là 47. Và neo vị trí này là nó có 11 rồi nha quý cô chú. Còn cái tay cành số 1 đây. Tay đùi số 1 nó được 8 cm nha quý cô chú. Cây nuôi tay cành rất là to. Đây cô chú anh chị mình nhìn hình dung cây bút đông đây với cái tay cành nó đây. Cây nuôi rất là lâu rồi, với vành cục đế. Vành cục đế nổi của nó là 38 nha. Cây linh sam lá gí mã số 8 cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 800.000 đồng. Còn bao phí ship toàn quá. Rồi con xin phép đổi cây luôn nha. Tiếp theo đây là cây mã số 9 cũng là linh sam lá gí luôn nha quý cô chú. Cây hoành khá là to luôn quý cô chú ơi. Tổng chiều cao là 22. Tổng tán dài của nó là 39. Tán ngang là 26. Và nó vị trí này là 25 nha quý cô chú. Mình cũng để nổi là 44. Cây đang nằm trong cái chậu lọt lọc là 26 nha. Cây mã số 9 này có giá là 1,3 triệu đồng. Còn bao phí ship toàn quốc. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây mã số 10 là một cây linh sam 86 nha. Cây có ghép đá tiểu cảnh nha quý cô chú. Cây hiện tại nó đang cho bông. Cây đang cho bông rất là đẹp. Đây một cây phong cách quý cô chú ơi. Tổng chiều cao của cây là nó được 47. Còn từ cái đỉnh ở trên tới cành gớt của nó là được là 26. Tổng tán là nó được 28 nha. Cây đang nằm lọt đồng dĩa là 28. Vành thân cái vị trí này của cây là được 26 nha. Còn nó chùm luôn cục đế nổi của nó là được 35. Cây linh sam song hình mã số 10 này có giá, cây linh sam 86 mã số 10 này có giá là 1,8 triệu đồng.
1.800.000 đồng, còn bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Mã số 10 có giá là 800. Cây rất là đẹp luôn quý cô chú. Rồi cùng xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây mã số 11. Cũng là linh sam 86 luôn nha quý cô chú anh chị. Cây nó cũng đã có ghép đá tiểu cảnh. Một đế nhìn giờ nó hao hao như con thú luôn. Tổng chiều cao của cây là được là 78. Em đo từ cành lúa lên, đo từ cành lúa xuống tới cái cành của nó, với đây là nó được là 64 nha. Những cái này là những cái phần tươi làm lúa nha quý cô chú anh chị, chứ không phải là cái cây nó bị lúa nha. Tươi mình làm lúa cho nó đẹp. Này nó hơi khó đo, con đo bằng eo ở đây trước cái đi, là nó được là 15. Để con đo chùm hết trơn nguyên cái củ nạc của nó. Mã số 11. Đây là nó được 3 nha quý cô chú, 33 cm. Đây cây đã được sắp đá tiểu cảnh rồi, đầy đủ hết nha. Cây hiện tại nó đang cho đủ bông rất là nhiều. Cây mã số 11 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 2 triệu đồng, bao phí ship toàn quốc 2 triệu cho cây linh sam 86 mã số 11. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo là cây mã số 12, là một cây linh sam song hình. Cây tai cành rất là già nha quý cô chú, củ rất là to. Tổng chiều cao của cây là được 47. Tổng tán lá là 66. Vị trí này là 21. Hoành cục nạc ở đây là 41 nha. Cây đang nằm trong cái chậu là ngang 22, dài 36. Cây mã số 12 này có giá là 2.800.000 đồng, con bao phí ship toàn quốc. Để con đo thử cái tay cành một này cho cô chú anh chị mình xem thử nha. Tay cành này nó được 9 cm. Rất là to. Tay cành số 2 thì nó được 6 nha. Cây rất là già cây luôn quý cô chú, củ tròn vo luôn, củ này là củ đế tự nhiên nha, chứ không phải là đế sắp nha quý cô chú. 2.800.000 đồng. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây mã số 13, là linh sam siêu bông nha quý cô chú. Mã số 13. Sam siêu bông, cây hiện tại đang cho bông rất là đẹp nha. Mã số 13 cũng có khối đá tiểu cảnh. Đây có một bông tiên ông đứng luôn nè. Những cái nhánh lũa này là những cái nhánh tươi làm lũa nha quý cô chú anh chị. Những cái nhánh tươi làm lũa, kiểu như mình làm mà cho nó mới lạ với cô chú. Tổng chiều cao của cây là nó được là 58. Từ đỉnh xuống tới cành gác là nó được 50. Khó đo nha quý cô chú. Con đo chùm ngang cái mặt như vậy là nó được là 11. Cây này hoành tầm khoảng chừng 14 nha quý cô chú. Cây linh sam siêu bông mã số 13 này có giá là 1.100.000 đồng, còn bao phí ship toàn quốc nha. Mã số 13 có giá là 1.100.000 đồng. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Tiếp theo đây là cây mã số 14. Cũng là linh sam siêu bông luôn nha quý cô chú anh chị. Cây cũng có khối đá tiểu cảnh luôn quý cô chú ơi. Mã số 14. Tổng chiều cao của cây là nó được là 71.
từ cái đỉnh xuống tổng tới cái tán mầm của nó dưới đây là nó được là 63 nha. Và nó vị trí này của cây là nó được 15 nha quý cô chú. 15 cm. Cây mã số 14 này cũng có giá là 1.100.000 đồng luôn nha quý cô chú. Con bao phí ship toàn quá. Mã số 14. 1.100.000 đồng. Sam siêu bông, cây đang cho bông rất là đẹp luôn quý cô chú ơi. Mình xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây mã số 15. Cũng là linh sam siêu bông. Cây này thì nó vừa tàn một đời con rồi, nó đang ra nụ mới, nó chuẩn bị ra đời con mới nữa nha quý cô chú. Đây. Cây này có phối tiểu cảnh hai ông lão ngồi đánh cờ luôn. Mã số 15. Tổng chiều cao của cây là nó được là 46, từ cái đỉnh xuống đây là nó được 40. Cây này thì hoành nó hơi bé. Và nó được 9 nha. Cây mã số 14 này có giá là con xin lỗi, cây linh sam siêu bông mã số 15 này có giá là 700.000 đồng. Mã số 15 có giá là 700. Còn bao phí ship toàn quốc nha. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây 16. Cây mã số 16 cũng là linh sam siêu bông luôn. Tổng chiều cao của cây là được 60, từ đỉnh xuống cái chóp là nó được là 55. Cây này thì vành nó cũng hơi khó đo. Cây này thì vành nó cũng tầm từ 15-16 nha quý cô chú anh chị. Cây linh sam siêu bông mã số 16. Đây, cây này có hai ông lão ngồi đánh cờ luôn. Cây mã số 16 này có giá là 950.000. Con bao phí ship toàn quốc luôn nha. Mã số 16. Rồi xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây mã số 17, cũng là linh sam siêu bông luôn quý cô chú. Cây này có cái đường thang co lắc rất là đẹp, cũng có phối đá tiểu cảnh luôn. Chiều cao của cây là nó được 30, tổng tán là 28. Và nó vị trí này là 18, ở dưới nó tầm khoảng chừng hai mấy nha quý cô chú. Cây mã số 17 này có giá là 1.400.000 đồng. Con bao phí ship toàn quốc. Linh sam siêu bông. Mã số 17. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây mã số 18. Bữa nay con lên 19 tác phẩm thôi nha quý cô chú anh chị. Đây cây nè, cái chóp ở trên cái này là cái phần này là phần lũa nha quý cô chú anh chị. Đây này là cái nhánh lũa. Sẵn con đo cái hoành thân với cái tán ngang trước luôn. Tổng cái tán của cây là được 72. Tổng chiều cao của cây là nó được là 82. Nguyên một cái gừng luôn nha. Tổng hết cái gừng của cây là nó qua được là 10 là 56 cm nha. Mình đại diện ở vị trí này của cây là nó được 16. Đây, 16. Cây có phối đá tiểu cảnh luôn nha quý cô chú anh chị. Nếu như mà con đo chùm ở đây thì nó sẽ to hơn nữa nè. Linh sam xong hình. Nguyên một cái gừng tiểu cảnh nha mấy cô chú anh chị, tổng cộng là nó được 5 thân. Rất là đẹp luôn mấy cô chú ơi.
Linh Sam Song Hinh mã số 18 này có giá là 4.600.000 đồng. Còn bao phí ship toàn quốc nha, mã số 18 có giá là 4.600. Rồi cũng xin phép đổi cây luôn nha. Tiếp theo đây là cây mã số 19 nha quý cô chú. Mã số 10 là mã số cuối cùng của cái clip ngày hôm nay của con luôn nha. Linh Sam Song Hinh mã số 19. Tổng chiều cao của cây là nó được 42. Tổng tán là nó được 66. Nó vị trí này là nó được 38 nha quý cô chú. 38 cm. Ở dưới nó còn to hơn nữa nhưng mà có phối đá tiểu cảnh rất là nhiều rồi, con hơi khó đo. Đây. Có cò luôn nè, cò với đá tiểu cảnh. Cuối clip cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị mình có ngày mới lành tràn đầy sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Mến chào anh em.